hãy tin vào cái sự nhạy cảm mách bảo mình và hãy có một cái quyết định từ chối một cách kiên quyết, dứt khoát. Cái kỹ năng mà chúng ta thiếu nhất là kỹ năng từ chối. Vâng, vậy thì có thể là trong tình huống này thì cô bé đấy cũng sẽ đặt ra trong mình hai câu hỏi. Đây là sự quan tâm một cách trong sáng hay đây là chuyện xâm hại tình dục? Cô ấy có nên luôn luôn đưa cho mình một cái tâm thế là hãy nghĩ về những cái điều xấu nhất có thể xảy ra với mình. Có nên như thế không ạ? Tôi nghĩ thì không nên nhìn cuộc sống bằng một cái định kiến u ám như vậy. Nhưng mà tôi nói sự nhạy cảm mách bảo có nghĩa là tất cả, tôi gặp khá nhiều những nạn nhân trong trường hợp ấy, thì họ đều nói là họ đã nhìn thấy cái gì đấy dân gian, không bình thường. Vâng. Ở trong ánh mắt, trong cái sắc, ngữ điệu giọng nói có vẻ lả lơi. Vâng. Và trong cái hành vi giao tiếp áp sát, cả ba cái đấy đều giúp cho họ cảm thấy là có một cái điều bất ổn. Vâng. Nhưng mà vì cái họ chưa có đủ mới quyết định để mà từ chối. Vâng. Mạnh mẽ hơn. Vậy thì anh sẽ nói đến sự nhạy cảm của mắt quan sát. Vâng. Của sự động chạm. Động chạm. Và của gì nữa? Của ngữ điệu lời nói. Vâng, của ngữ điệu lời nói nữa, chúng ta hãy quan sát. Tán tỉnh. Vâng, mà cảm thấy là nó có vẻ bất thường. Vâng, có vẻ bất thường. Vâng. Cái đi một sự nhạy cảm bình thường có thể nhận ra rất dễ. Vâng.